Ý nguyện của chúng ta là sẽ dịch tất cả kinh Phật sang tiếng Anh. Bao nhiêu năm qua, không có người xuất gia thật sự ở phương Tây. Tại sao? Bởi vì kinh Phật không được dịch sang tiếng Anh. Không có kinh phiên dịch sang tiếng Anh, người phương Tây sẽ không dễ dàng hiểu được Phật Pháp. Đây là vấn đề quan trọng nhất. Hòa Thượng đã chỉ ra rất rõ ràng, Ngài muốn chúng ta có thời khóa công phu buổi tối bằng tiếng Anh. Điều này không có gì mơ hồ. Đây là điều cần phải làm. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng mọi người vẫn còn rất do dự khi tụng đọc những lời dạy đó bằng ngôn ngữ khác, tiếng mẹ đẻ. Một trong những lý do tôi muốn dịch lại bài Đại Bi Sám, bài văn Đại Bi Sám là Pháp Sám Hối. Nếu sám văn không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn, thì bạn không thể hoàn toàn thâm nhập sâu xa vào sám văn. Ngoài ra, điều chính yếu mà sư phụ nhấn mạnh về việc dịch là nếu những người đến chùa không biết tiếng Hoa và họ muốn tham gia thời khóa công phu tối, và có thể là họ tham gia trong một ngày hay trong 5 năm, thì luôn luôn cần phải tụng đọc bằng ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ. Tôi nghĩ rằng đó là một dự án nên được thực hiện như một ưu tiên quan trọng của Tổng hội Phật giáo là dịch những kinh sách này sang tiếng Anh, cho thật trôi chảy, càng sớm càng tốt. Chúng ta đã khóa khóa tụng kinh sáng và tối, tất cả đều dịch sang tiếng Anh. Vì đây là ở phương Tây, cách thức chúng ta làm còn phù hợp với phong tục ở đây, phù hợp với văn hóa nơi này, cho tốt đẹp. Và tôi muốn bạn hiểu rằng hầu hết chúng tôi lúc đó không biết tiếng Trung Hoa và chúng tôi đã tra từ ngữ trong từ điển. Chúng tôi có học tiếng nói Trung Hoa của sư phụ, nhờ vậy mà tai chúng tôi có thể nghe, biết những gì sư phụ đang nói mà không cần nhìn thấy chữ viết. Và mỗi người chúng tôi dịch theo tốc độ của riêng mình, và khi người nào đó dịch xong, sư phụ sẽ chứng minh cho bản dịch. Sư phụ rất cởi mở, thầy chúng ta cởi mở. Chúng tôi có thể đến và hội thảo với sư phụ và thảo luận về các đoạn kinh văn. Ngài rất là kiên nhẫn với những việc này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu là kinh sách được in từ thuở ban đầu không được hoàn toàn chính xác. Và những gì Ngài nói là điều đó không sao. Chúng ta sẽ cho các con xuất bản bản dịch bây giờ. Sau này sẽ có người đến và họ sẽ có thể dịch lại tốt hơn nhiều. Và như thế, khi tái bản lần 2, lần 3, bản dịch sẽ được cải thiện. Ngài cũng nói với chúng tôi là không sao cả. Nếu không có ai tiếp tục sau một thời gian khi ta không còn ở đây, nếu không ai muốn dịch lại những gì các con dịch thì cũng đừng lo lắng. Còn hãy cứ dịch rồi cất lên kệ sách của con. Và một ngày nào đó, có người đến mà thấy bản dịch trên kệ sách của con. Ồ, nhìn này, đó là một bản dịch của một quyển nào đó, và bản dịch sẽ được nhận ra. Vì thế, Ngài rất cẩn thận, không để chúng tôi nhắm đến mục tiêu xuất bản hay số lượng kinh được dịch. Vì thế, những bản dịch ra ban đầu là kinh Pháp Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm, và sư phụ cho dịch các bài kinh ngắn, như Bát Nhã Tâm Kinh hay Kinh Kim Cang của thời kỳ Bát Nhã, kinh 42 chương được dịch sớm. Vì đây là kinh đầu tiên được truyền bá đến Trung Hoa, kinh có các phẩm mô tả nhỏ khá dễ hiểu, nhưng sau khi sư phụ bắt đầu sau kinh Pháp Hoa và kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, và đến nay kinh Hoa Nghiêm vẫn chưa được hoàn toàn dịch xong. Ngài dành nhiều năm giảng phần lời tựa và lời giới thiệu của quốc sư Thanh Lương. Đó là phần khó, không dễ để hiểu. Và cho đến tận hôm nay, không phải tất cả 9 cửa hay 9 phần của phần này đã được xuất bản. Do vì mức độ khó và các yếu tố khác và kinh Hoa Nghiêm vẫn chưa được xuất bản đầy đủ, nhưng chúng ta cũng sắp hoàn thành.
hệ nguyện. Thứ nhất là phiên dịch kinh điển. Vì sau khi tôi xuất gia, tôi thường nói rằng tôi đang đối mặt với các vấn đề của thế giới ngày nay. Tôi đã nghiên cứu các vấn đề của các tôn giáo khác. Tại sao Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo lại có thể phổ biến đến như vậy? Có rất nhiều người tin theo họ. Tôi biết rõ ràng đạo lý của Phật giáo, đức cao siêu thâm sâu, tinh tế, vi diệu, cao không thể đo lường, kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Vậy tại sao đạo Phật lại không phổ biến? Tôi nhận ra rằng đó là do kinh Phật chưa được dịch sang các ngôn ngữ nước ngoài bằng bản tiếng Anh thì rất hiếm và ít. Vì vậy, mặc dù tôi không biết tiếng Anh, không biết các ngôn ngữ ngoại quốc, nhưng hễ là tôi còn sống, tôi nguyện sẽ cố gắng làm tốt đẹp việc phiên dịch này. Nói về việc phiên dịch kinh điển, với những kinh điển này, chúng ta có khả năng phiên dịch ra bao nhiêu thứ tiếng thì hãy phiên dịch bấy nhiêu. Như vậy, ngay cả khi quý vị không mong cầu phổ biến Phật Pháp, thì Phật Pháp cũng sẽ trở nên phổ biến. Chúng ta tại sao không làm cho Phật Pháp phát triển, truyền bá rộng khắp? Đây là ý nghĩa của tôi, là tâm nguyện của tôi. Mặc dù tôi không biết tiếng ngoại quốc, nhưng tôi vẫn đề xướng việc dịch kinh điển này. Tôi muốn làm tốt đẹp việc này.